Ai sai khiến chúng mày? Mày hỏi nhiều quá đấy. Lên. Thân thủ không tầm thường. Lần sau ấy, chưa nghe chưa? TTP và Đại Tỷ Chi Tập 4. Anh Phan, cho em xin lỗi chuyện tối hôm qua. Anh đừng giận em nhé. Không, tôi không có lỗi để cho cô xin. Không được. Anh Phan, em sai rồi. Anh Phan, anh làm sao vậy? Tránh à, không phải chuyện của cô. Em chỉ quan tâm anh thôi mà, sao lúc nào anh cũng né tránh em thế? Tại vì tôi không thích cô. Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không thích cô. Cô không có não à? Cô biết suy nghĩ không? Vì con Chi kia đúng không? Vì nó gây sự với đám thằng Hùng nên anh mới bị đánh như vậy đúng không? Cô đã nói linh tinh cái gì đấy? À, mấy đứa tép diêu này. Để mình đại ca tao cân tất nha. Mình phải quay lại úp Facebook để cho đại ca nổi tiếng khắp trường. Em nói sai chắc. Chuyện anh làm anh Hùng cứu mỹ nhân đang đồn ầm lên cả rồi đấy. Anh không cảm thấy mình có lỗi với em à? Chuyện này thì liên quan gì đến cô? Mà có liên quan đến Chi hay không ấy cũng không cần cô quản. Anh cần hay không cần, đấy là chuyện của anh. Em quan tâm anh là chuyện của em. Anh làm gì có quyền xen vào. Mày bị điên à? Sao? Người gây chuyện thì bình chân như vậy. Tại sao mà người này làm mà người kia phải chịu chứ? Sao mặt mày dày đấy? Tao không muốn gây chuyện với mày. Cho nên trước khi tao nổi nóng, mày mau cút đi. Mày không muốn gây sự. Mày nói lời này, mày không thấy lương tâm cắn rứt à? Cướp bạn trai của người khác mà nói là không muốn gây sự à? Chỗ này của mày có bệnh ấy. Thì nên đi khám đi, đừng ở đây sủa nữa. Tao sợ bị lây bệnh dại của mày lắm. Mày! Sao? Tao làm sao? Đùng đùng chạy tới đây sủa như chó điên là mày. Mày tức giận cái gì? Người phải hưởng một cái tát chính là mày. Tao nhịn mày đủ lâu rồi đấy. Mày là con trà xanh mà mày dám lên tiếng với chính thất à? Mày có gì tốt đẹp chứ? Mày có ở bên cạnh anh ấy, quan tâm anh ấy như tao không? Mày nói xem, người yêu của mày là ai? Tao sợ mày lắm rồi đấy. Tao sẽ né nó ra hàng trăm cây số, được chưa? Mày còn giả bộ à? Anh Phan vì mày mà bị người yêu cũ của mày đánh cho bầm dập đấy. Mày còn nói là không liên quan à? Mày nói cái gì cơ? Tao nói anh Phan vì mày mà bị người yêu cũ của mày đánh đấy. Đã vừa lòng mày chưa? Tại sao họa mày gây ra mà lại để cho anh ấy phải gánh chứ? Mỗi cái mặt tiền mà chúng mày cũng dám động đến. Để đến khi nào tao hết đau à? Chúng mày chết với tao à? Thằng đầu lợn này, tối hôm qua mày dám làm gì sau lưng tao hả? Bỏ ra! Tao làm cái mẹ gì mà vừa sáng ra mày muốn gây sự với tao? Ai cho mày tối hôm qua dám đánh hội đồng Phan? Mày bị thần kinh à? Tao bị chúng mày đánh đau bỏ mẹ ra. Tao phải thân là thánh đâu mà vừa sáng ra đã te tua mà tối đã khỏe như trâu để đi đánh nó.
Thế thằng nào đánh? Mày hỏi tao làm gì? Tao đi hỏi chú ạ. À? Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động đến Phan, tao sẽ cho mày liệt giường cả đời đấy. Con điên. Mày là con trà xanh mà dám lên tiếng với chân sắt à? Mày có ở bên cạnh anh ấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy như tao không? Anh xem video mà em gửi cho anh chưa? Suốt ngày em cứ lo anh ấy, nhưng mà cuối cùng vận đào hoa của anh cũng đã xuất hiện rồi. Mày còn muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa à? Không được, tao phải đi giải thích rõ ràng với Chi là tao với Thảo không có quan hệ gì. Bác Hương, bác xem đi, tại con nhỏ này nên anh Phan mới bị đánh đấy bác. Ôi dồi ôi, con với chẳng cái. Bác đã cấm nó không được qua lại với con bé đấy nữa. Thế mà nó lại dám bỏ ngoài tai lời của bác. Lớn rồi, đủ lông đủ cánh, thật ra không coi người mẹ này ra gì. Lỗi không phải tại anh Phan đâu bác, tại con nhỏ đó thao túng tâm lý anh ấy, khiến anh ấy chết mê chết mệt nó và tránh xa con. Con đừng lo, để bác mắng cho nó một trận, đòi lại công bằng cho con. Cô làm cái gì đấy? Cô định thao túng tâm lý mẹ tôi như Chi thao túng tôi à? Anh đang làm em đau đấy. Đau thế đó là gì? Loại người như cô còn xứng đáng những điều tồi tệ hơn cơ. Bác Hương, bác xem, anh Phan bị con nhỏ đó mê hoặc đến phát điên rồi. Cô có tin thằng điên này? Phan, mẹ đã dạy mày thế nào hả? Cái Thảo đã nói cái gì sai? Mẹ à, mẹ có biết là con nhỏ này là con cáo đâu nước người không hả? Thằng này! Tao cho tiền mày ăn học để mày ăn nói như thế đấy hả? Mày thật là làm tao thất vọng Phan ạ. Ôi giời ơi, con ơi là con. Ông ơi, ông nhìn xuống đây xem thằng quý tử của ông đối xử với tôi thế nào đây này. Kìa bác bình tĩnh, là lỗi của con. Bác vào nghỉ ngơi trước đi, để con đi xin lỗi anh ấy ạ. Xấu hổ cái gì chứ, chỉ là nước rơi ra từ trong mắt thôi mà. Làm như hồi nhỏ cậu chưa từng khóc bao giờ vậy. Cậu an ủi người khác cái kiểu gì ấy? Ai nói tôi muốn an ủi cậu? Cậu bớt ảo tưởng đi. Sao cậu lại ở đây? Đường này là đường của Trung, cậu có thể ở đây, vậy tại sao tôi không thể ở đây? Tính cậu giống đàn ông thật đấy. Sao? Cậu chê à? Không, tôi rất thích những người thẳng thắn như cậu. Đối diện với những kẻ thảo mai hai mặt mệt mỏi lắm. Cậu có tâm sự gì à? Cậu có muốn nghe không? Không muốn. Tôi không muốn người yêu cậu lại chạy tới mắng tôi là loại trà xanh tâm cơ. Cậu làm gì đấy? Nếu như tôi nói tôi và Thảo không có quan hệ gì hết, cậu có tin không? Cậu và cậu ta có như thế nào cũng đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi hỏi cậu có tin không, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không. Tin. Đúng. Tôi và cậu ta chẳng có mối quan hệ gì tốt đẹp cả. Cậu không thích cậu ta à? Xinh thế cơ mà. Ờ, không thích. Cậu thích uống trà bí đao à? Sao cậu biết? Tôi đoán bừa thôi. Cậu theo dõi tôi đúng không? Đừng có mơ. Chả thế à? Thế làm sao có biết được?